Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 29 tháng 4 năm 2020 nha anh em. Mình xin có mắt giới thiệu với anh em là 4 phôi mai vàng. Đặc biệt có cây số 1 là xù chảy 100% nha anh em. Như cây trái khóm búp măng nè, xù hết cây nha anh em. Đó, số 2 là đế lưu khủng nha. Đó, hôm nay lên 4 cây hàng whip không nha anh em. Toàn bộ là mai vàng ha. Rồi mới làm được cây số 1 là cây mai vàng xù khủng nha anh em. Xù quá whip. Quay nhẹ nhẹ đi em. Ồ, tam tài luôn nha anh em. Xù nở hậu luôn ha. Đợi 24 giờ coi anh em quan sát cái nước xù nè. Hết trơn luôn nha anh em. Rồi. Ồ quay đi em. Rất khủng. Xù hết cây. Xù 100% nha anh em. Đến 24 giờ ha. Tam tài nha anh em. Này chơi bonsai là ok ha. Xù thường bóp hậu phát đế. Xù này đế hậu nở luôn nha anh em. Như trái mít vậy. À anh em quan sát mặt này nè. Khá đẹp ha. Với mặt này nè anh em, mặt này nè. Ok. Rồi, cho anh em thông số đi mày. Xù rất đẹp. Xù giờ 50, 60 bây giờ đi khó tìm thấy là cũng cả một vấn đề nha anh em. Chiều cao là 42 nha. Chiều cao là 42. Bình đăng ngay vị trí này là 60 nha. Hoành thân là 60 nha anh em. Cây mai xù này em giao lưu với giá là 49 triệu nha cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 1 xù whip việt việt này giá cũng nói là 49 triệu nha anh em. Đó, mạnh dạng báo giá luôn nha. Đó giờ anh em mà sợ muốn kiếm đi kiếm cây xù mà 60 mà xù hết trơn 100%. Nói chung mình đi gặp cái cây thôi cũng chua đó nha anh em. Thời buổi cạn cây không phải nói giá thì mấy chục triệu cũng không phải là rẻ. Nhưng mà nói anh em biết chơi mà đam mê á thì cũng không ngại nha. Bảo thẳng thẳng với anh em luôn á. Khả whip nha anh em, xù hết trơn chăm luôn, cây này không lỗi lầm gì hết trơn. Nè, cây này đặc biệt á nè, anh em mường tượng nhìn vô tưởng nó có thẹo không? Cây này là không thẹo luôn nha anh em. Nó ghê là điểm này nè. Đó, nó quý giá trị hơn người ta là điểm này là không thẹo luôn nha anh em. Xù nên em nhìn mừng tượng vô tưởng là mặt cá dính trên đầu nhưng mà không có luôn ha. À, không thẹo dính gì luôn nha. Cây này ghi 100% là không thẹo luôn. Mà xù nước xù, xù chảy chính hiệu luôn ha. Xù hết cây luôn. Cây này anh em sưu tầm ok nha anh em. Không phí ha. Rồi, đổi phôi cái ruột. Nhanh gọn lẹ, nhanh chơi nhịn phát một biết rồi. Khá bự nha anh em. Rồi, tiếp theo là phôi mã số 2 nha anh em, đế khủng nha anh em. Quay đi em. Đế lưu chánh hiệu ha. Để em hai quay cái lưu dành lưu cho anh em ha. Thằng gần dằn đẹp nha anh em. Đế cây này nhìn ngoài rất khủng ha. Thằng văn nè. À. Gắt gắt vậy nè. Đây nè, để nữa nè. Ừ, gắt khủng nha nè. Trong là nó có cái lớp hết nè. Trong là đặt kẹo hết nha nè. Đây, cái dành lưu còn này nha nè. Đó, anh em quan sát thấy ha. Đây cái dành lưu nè, lưu xưa nha anh em.
trong là lót đặt hết nha. Chung cây này nhìn ngoài tơi cu lê hơn trong hình nha anh em. Cái bể cũ nó dữ lắm, cái cũ nó dữ lắm, thân nó văng thân văng vặn đẹp ha, rất là già cây rồi, thông số luôn anh mày. Rồi chiều cao là 92 nha anh em. Nèo. Đúng rồi. Quần eo là 50 nha anh em. Bể cũ nè. Bể cũ đặt là 84 nha. Bể cũ đặt là 84 nha anh em. Rồi cái cũ nè. Ok. Vậy đi. Còn cái cũ tổng đó là 107 nha anh em. Chiều cao luôn em ơi. Đó rồi ha, rồi ok. Số 2 báo giá luôn em ơi. Cái số 2 giao lưu với giá là 17 triệu nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 2 giá nó là 17 triệu. Hỗ trợ anh em với ship mà miền Tây Quốc nha anh em. Rồi hỗ trợ đổi phôi cái chú bộ. Rồi tiếp theo phong mã số 3 nha anh em. Thăng trực tay cành đẹp ha, khá đẹp nha, để khủng nha. Để gắt ác nha anh em, để nè, để như gửi đuốc nha anh em. Ồ, để nó lực ha, khá whip. Đây nè anh em coi nè. Đấy cái nồi, cái nồi, cái nồi nha nè. Mà lót cái chân kẹo chân ha, không phải là lỏng ha. Rồi thông số đi em ơi. Chiều cao là 76 nha. Rồi chiều cao là 76 nha anh em. Khá đẹp. Quần thăng 59 này là 33 nha. Quần thăng là 33. Rồi quần đế tổng. Quần đế tổng là 150 nha. Quần đế tổng 150 khá bự nha anh em. Rồi. Số 3 giao lưu với giá là 7 triệu 2 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 3 giá nó là 7 triệu 2. Hỗ trợ anh em mới ship mọi miền Tây Quốc nha anh em. Rễ nhìn ngoài ghê lắm nha nè. Khá đẹp ha. Rồi hổ trời đổi phôi cái chú ruột. Rồi tiếp theo mã số 4 nha nè. Thằng lắc tay cành đẹp tới đọt luôn ha. Thằng này chơi ok nha nè. Thằng nó lặn dặn mình thú rất đẹp ha. Đó. Là phơi như nữa, thằng nó hay lắm ha. Thằng này anh em chơi ok ha, nhanh chơi. Chuyện gần rất đẹp nha nè, cái dặn mình thú ha. Này lên chậu phô diễn miễn mình thú mặt chậu luôn nha nè. Đó, nè. Có cái tử rất đẹp ha. Thằng nó lắc khúc này đoạn này nè nha nè. Chuyện cành nó nhịp lên tới đọt luôn nè. Quá đẹp. Rất là gắt nha nè. Rồi sẽ thông số đi em ơi. Chiều cao 103 nha anh em. Bình thăng 29 này là 44 nha. Bình thăng là 44, rồi. Cái số 4
4 giao lưu với giá là 5 triệu 6 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 4 giá nó là 5 triệu 6, hỗ trợ em ship mà miền Tây Quốc nha em. Quả dây trên đầm mời ha. Rồi, cây mã số 4 là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em nào có thích cái nào thì liên hệ trực tiếp với Quyền là số 0939 860078 nha anh em. Anh em mà có quý hiệp chương bấm cho mình cái đăng ký kênh để có động lực đi săn cây và liên hình phục vụ cho anh em ha. Hằng ái chào anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.